Xin chào, bây giờ cô Hà Châu sẽ dạy bé vẽ và tô màu cái cây nhé. Đầu tiên, mình vẽ thân cây. Sau đó mình sẽ vẽ các cành cây. Mình nối chúng lại với nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ tán lá to. Mình vẽ tán lá nhỏ hơn ở bên trong. Như vậy cô đã vẽ xong cái cây rồi. Chúng mình thấy có đơn giản không? Bây giờ chúng mình sẽ tô màu nhé. Cô lấy màu nâu tô thân cây và cành cây. Cô sắp tô xong thân cây rồi này. Tiếp theo chúng mình lấy màu xanh lá cây để tô tán lá nhỏ bên trong trước nhé. Chúng mình chú ý tô thật đều màu. Tiếp theo cô sẽ lấy màu xanh lá cây nhạt hơn, cô tô tán lá to ở bên ngoài nhé. Cô tô xong cây rồi này. Bây giờ cô sẽ đố chúng mình nhé. Màu xanh lá cây là bộ phận nào của cây? Thế còn thân cây và cành cây màu gì?
các bé cùng gửi câu trả lời về cho cô nhé. Xin chào và chúc các bé vẽ tranh thật vui.